Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc. Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 huyện Vĩnh Tường vừa tổ chức họp bàn phương án phòng chống dịch COVID-19, chuẩn bị kịch bản đáp ứng điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn huyện trong thời gian tới. Để chủ động ứng phó với mọi diễn biến của dịch COVID-19, huyện Vĩnh Tường đã xây dựng phương án tiếp nhận khoảng 300 trường hợp mắc SARS-CoV-2. Xây dựng phương án thu dung, cấp cứu, chăm sóc và điều trị cho các bệnh nhân mắc COVID-19 không có triệu chứng, mức độ nhẹ. Cách ly điều trị triệt để các trường hợp mắc COVID-19, không để dịch bệnh lây lan rộng. Chủ trương của huyện là xây dựng phương án phòng chống dịch COVID-19, kịch bản điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn huyện, đảm bảo theo phương châm 4 tại chỗ. Xác định rõ các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân. Tổ chức hoạt động khu điều trị, cách ly tập trung, trang thiết bị, nhân lực, kinh phí phục vụ công tác phòng chống dịch. Qua đó, nhằm đảm bảo huyện luôn chủ động với các tình huống, linh hoạt sáng tạo trong thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội. Huyện Lập Thạch tăng cường triển khai phương án phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện. Theo đó, huyện Lập Thạch đã xây dựng kịch bản với 4 phương án phòng chống dịch COVID-19, đáp ứng điều trị từ 20 đến 100 ca dương tính với virus SARS-CoV-2. Cùng với đó, huyện cũng đã chuẩn bị sẵn sàng theo phương châm 4 tại chỗ, phát hiện sớm, khoanh vùng, truy vết, cách ly kịp thời, không để dịch lây lan ra cộng đồng. Huyện Lập Thạch cũng đã khởi động hoạt động các tổ liên gia tự quản và các chốt kiểm soát dịch, đẩy mạnh tuyên truyền người dân thực hiện tốt quy định 5K của Bộ Y tế, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập đông người, khai báo y tế, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định phòng chống dịch. Từ khi đợt dịch thứ tư quay trở lại, người dân và các địa phương trong tỉnh đã nâng cao ý thức phòng dịch để sớm được trở lại trạng thái bình thường. Các biện pháp phòng dịch, kiểm soát nguy cơ lây lan COVID-19 từ làng, xã được siết chặt, ghi nhận tại xã Đức Bác, huyện Sông Lô. Lập danh sách những công dân của thôn đi làm ăn xa, nhất là ở những vùng có dịch, nắm bắt lịch trình của những công dân thường xuyên di chuyển trong tỉnh để làm ăn, buôn bán, đến từng hộ gia đình để tuyên truyền là cách mà các tổ phòng chống COVID cộng đồng xã Đức Bác đang thực hiện để bảo vệ an toàn cho làng xã của mình. Theo cái chủ trương cái công điện vừa rồi đấy, thế thì bản thân tức là xã cái xã, tỉnh cái tỉnh, huyện cái huyện và thôn cái thôn, địa bàn cách địa bàn này thì báo này, cái tổ COVID của thôn, trong cái tổ COVID cộng đồng tôi, anh em trong cái tổ rà soát COVID thì thực tế mà nói là cũng đã đến từng nhà để thuyết phục tuyên truyền. Đấy, những công dân nào chưa về thì cũng ở tại vùng dịch, đấy, còn công dân đã về thì thực hiện theo nghiêm, tức là cái việc sự tức là khai báo y tế để đảm bảo cho nó giữ gìn cái sức khỏe cộng đồng. Xã Đức Bác có bến đò và bến phà nối với thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Hàng ngày lượng công nhân, người buôn bán và phương tiện lưu thông qua lại giữa hai tỉnh khá đông. Từ khi dịch COVID-19 bùng phát, xã đã lập chốt tại bến phà, bến đò nhằm kiểm soát lượng người qua lại, đặc biệt kiểm tra quy định test nhanh COVID-19 đối với những người ra vào tỉnh. Bà con nông dân là đi chợ buôn bán từ tất cả các xã từ trên Lập Thạch đều là qua đây hết, cộng với công nhân làm ăn, các công ty, xí nghiệp ở bên Việt Trì đều phải qua lại. Các công dân đi qua là đều chấp hành tốt. Tôi là kiểm tra chặt chẽ việc kiểm soát dịch bệnh để kiểm tra các trường hợp đi qua bến, mà nếu có trường hợp nào nghi vấn thì chúng tôi sẽ báo cáo cấp trên. Chúng tôi là người Vĩnh Phúc, tôi sang Phú Thọ, tôi đi chợ. Thì sang đấy thì là đến chốt kiểm dịch thì chúng tôi được test COVID 3 ngày một lần. Để cho đảm bảo sức khỏe thì chúng tôi cũng chấp hành theo quy định. Mặc dù Vĩnh Phúc đã kiểm soát được dịch bệnh, nhưng nguy cơ lây lan từ các địa phương lân cận vẫn luôn tiềm ẩn. Để phòng ngừa nguy cơ xâm nhập từ bên ngoài, xã Đức Bác luôn xác định việc xóm giữ xóm, thôn giữ thôn là khâu then chốt trong bảo vệ dịch bệnh xâm nhập cộng đồng. Căn cứ vào công điện của Thủ tướng Chính phủ thì xã Đức Bác đã từ bước đầu đã thành lập hai cái chốt, một cái chốt ở bến đò, hai là cái chốt bến phà để kiểm tra và sàng lọc những trường hợp mà là chưa đủ điều kiện để về địa phương. Và đối với thời gian tới thì xã sẽ xây dựng cái phương án là với phương châm là xã cách xã, xóm cách xóm. Khi dịch bệnh còn đang có nguy cơ lây lan xâm nhập vào địa bàn, việc phát huy có hiệu quả công tác phòng dịch của các tổ phòng chống COVID cộng đồng, các chốt kiểm soát người ra vào địa bàn xã là cánh tay nối dài giúp chính quyền các địa phương nắm bắt tình hình và có các biện pháp kịp thời khi có nguy cơ dịch bệnh xảy ra. Dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, số ca mắc mới vẫn liên tục tăng ở nhiều tỉnh, thành phố.
để hạn chế tối đa nguy cơ dịch COVID-19 xâm nhập, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh đã chủ động triển khai các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt với nhiều lớp được thắt chặt theo quy định của Bộ Y tế. Để đảm bảo an toàn cho người dân tới khám chữa bệnh, ngay từ cổng đón tiếp Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên đã bố trí nhân viên y tế trực thực hiện việc kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn, khai báo y tế. Đối với các trường hợp có triệu chứng ho, sốt, nghi nhiễm COVID-19, có một phòng khám và lối đi riêng. Tất cả mọi người khi tới bệnh viện đều phải thực hiện việc xét nghiệm sàng lọc bằng phương pháp RT-PCR, cho kết quả âm tính với COVID-19 mới được vào bên trong khu vực khám điều trị. Trừ các trường hợp cấp cứu sẽ được chuyển thẳng và có lối đi riêng. Sau khi cấp cứu, khám điều trị ban đầu, việc lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cũng được thực hiện nghiêm theo quy định của Bộ Y tế. Sáng nay thì là chúng tôi là có bị choáng, thế tôi đưa đến bệnh viện. Thế và khi vào đây thì đã phải các bác sĩ là yêu cầu cũng đã kê khai y tế. Thế sau đó thì các bác sĩ cũng khám cho sơ cứu cho rồi, xong thì test COVID. Thế hiện tại thì tôi đang chờ kết quả test COVID. Khi nào mà có kết quả âm tính thì mới được lên khoa. Thế việc làm của bệnh viện như thế thì tôi thấy là rất là làm cho chúng tôi thấy rất là yên tâm. Và nó cũng đảm bảo cho cái công tác phòng chống của bệnh viện. Khi mà đã được khai báo y tế xong rồi được đưa vào lấy mẫu trong bệnh viện thì cũng trong sau một tiếng thì cũng có giấy xét nghiệm của bệnh viện, thì sau đó mới được đi vào trong khu bệnh viện để khám và chữa bệnh và lấy thuốc. Thì em cũng thấy rất hài lòng vì bệnh viện làm đang dịch bệnh COVID-19 và trong cả nước và cộng đồng thì cũng làm xét nghiệm, thì phải làm thiết chặt như này mới cộng đồng mới mau hết dịch được. Để đảm bảo an toàn cho người bệnh và nhân viên y tế, Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong khai báo y tế, hội nghị giao ban, hội chẩn bệnh trực tuyến, khuyến khích người dân đặt lịch khám qua điện thoại, phần mềm điện tử VSSID, thanh toán chi phí khám chữa bệnh qua thẻ, quét mã QR nhằm hạn chế tiếp xúc, tất cả với mục tiêu nhằm ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh COVID-19 xâm nhập vào bên trong bệnh viện. Qua rà soát, kiểm tra, đánh giá của Sở Y tế, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 21 trên 21 cơ sở y tế công lập đạt mức bệnh viện an toàn theo tiêu chí đánh giá của Bộ Y tế về bệnh viện an toàn phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế gửi đến người dân thông điệp 5K với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn. Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt, vật dụng thường xuyên tiếp xúc. Giữ vệ sinh, lau rửa và để nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách. Giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế. Thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, gọi đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc cơ quan y tế địa phương để được hướng dẫn đi khám bệnh an toàn. Việt Nam chung sống an toàn với dịch COVID-19. Liên đoàn Lao động tỉnh vừa trao 20 triệu đồng hỗ trợ xây nhà đợt 1 cho gia đình chị Nguyễn Thị Hiền ở thôn Tam Lộng, xã Hương Sơn, huyện Bình Xuyên. Chị Nguyễn Thị Hiền là công đoàn viên đang làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn Theo Sewa Việt Nam. Được biết, gia đình chị Hiền có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chồng chị bị bệnh hiểm nghèo, không may mất sớm. Hiện chị đang nuôi 3 con nhỏ ăn học, không có nhà ở phải đi thuê nhà. Nhằm giúp gia đình chị Hiền vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, Liên đoàn Lao động tỉnh trích quỹ vì công nhân lao động nghèo trao tặng 40 triệu đồng hỗ trợ xây nhà. Số tiền được trao làm 2 đợt, mỗi đợt 20 triệu đồng. Dự kiến căn nhà sẽ được hoàn thành và đưa vào sử dụng vào tháng 10 năm 2021 với diện tích 86m², tổng kinh phí xây dựng gần 300 triệu đồng. Thông qua việc hỗ trợ kinh phí xây dựng cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn có cơ hội vươn lên trong cuộc sống, qua đó khẳng định vai trò của tổ chức công đoàn trong việc quan tâm chăm lo đời sống cho người lao động. Không chỉ trồng cây bóng mát, thảm hoa trên các tuyến đường, nhiều địa phương trong tỉnh còn vận động nhân dân xã hội hóa thắp sáng các tuyến đường,
từ khi có hệ thống đèn chiếu sáng ở các tuyến đường đã tạo thuận lợi cho việc tham gia giao thông của người dân, góp phần đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở. Hiện nay, mô hình sáng, xanh, sạch đẹp đang được nhân rộng ở các khu dân cư, ở các địa phương trong tỉnh. Đa số các xã đều có chủ trương vận động đến từng thôn, khu dân cư, tổ liên gia, xã hội hóa lắp đặt đèn điện chiếu sáng tại ngõ, xóm, giúp người dân đi lại thuận lợi, lao động sản xuất và hoạt động vui chơi giải trí vào buổi tối. Các huyện Yên Lạc, Vĩnh Tường, Bình Xuyên, Tam Dương có hệ thống điện chiếu sáng đạt 60%. Khu vực huyện Tam Đảo, Lập Thạch, Sông Lô có hệ thống điện chiếu sáng đạt 30% và đang tập trung hoàn thiện đèn chiếu sáng trên hầu hết trục chính tại các địa phương. Có đường giao thông kiên cố cùng với đèn điện chiếu sáng đã tạo diện mạo mới cho khu vực nông thôn, động lực quan trọng để các địa phương nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, góp phần xây dựng chương trình thôn dân cư kiểu mẫu.